Chúng ta xem xét giải quyết bài toán đại số tuyến tính khá thú vị ha. Ở đây chúng ta chứng minh rằng không tồn tại các ma trận vuông cùng cấp, ma trận vuông cấp n ha. Sẽ cho AB trừ BA bằng ma trận định vị cấp n. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái khái niệm vớt để chúng ta chứng minh cái điều đó ha. Chúng ta định nghĩa vớt của ma trận là tổng các phần tử trên đường chéo chính. Đang nói vớt của ma trận vuông nha. Dùng cái khái niệm vớt ma trận. Cho ma trận, một cái ma trận A là một ma trận vuông đi ha. Ma trận vuông cấp n. Phần tử nó là số thật. Định nghĩa vớt của ma trận. Không biết được nha. Phần tử là IC. IC cho từ 1 đến n. Ký hiệu T, T, R, A là như vậy. Ký hiệu nào cũng được ha. Thì nó bằng tổng các phần tử trên đường chéo chính Y chạy từ 1 đến n. A, Y, chúng ta sẽ xem xét vớt của ma trận A nhân B thì bằng gì ha. AB là cái ma trận vuông cấp n. Thì chúng ta sẽ có đặt ma trận C là A nhân B hoặc là y A. Có AB phần tử khi suy của AB. Là chính là tổng A I K nhân cho B B K G K chạy từ 1 đến n. Thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được vớt của ma trận AB bằng tổng những cái phần tử A I phần tử y của ma trận A nhân B y chạy từ 1 đến n. Mà y thì được tính như sau: tổng k chạy từ 1 đến n a y k b k từ cái khai triển này chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là vớt của BA cũng vậy ha. Vớt của BA thì bằng tổng y chạy từ 1 đến n tổng b y k chạy từ 1 đến n b k nhân cho a k thật ra vai trò của k và y như nhau ha, mình đổi vai trò của k với y ha, nhưng mà tổng được biết là như sau. Mình đảo thứ tự hai cái tổng này luôn ha. Tổng y chuyển thành k đi ha. Mình cứ từ từ đổi vai trò của y với k trước đi. K chạy từ 1 đến n. Tổng y chạy từ 1 đến n. Chỗ nào y thay với k, chỗ nào k thay với y? B k y a IK. Rồi sau đó mình đổi thứ tự hai cái tổng ha. Tổng y chạy từ 1 đến n. Tổng k chạy từ 1 đến n. Phép toán nhân hay số thật có tính cho qua do quán nè, sửa đổi thành a IK nhân cho b ki. Thì rõ ràng đây chính là vớt của a nhân b. Như vậy chúng ta sẽ có vớt của A nhân B bằng vớt của B nhân A. Chúng ta dễ dàng thấy được cái tính chất tiếp theo là vớt của hiệu hai ma trận nè. Vớt của A trừ B nè thì bằng vớt của A trừ vớt của B.
Từ đó chúng ta sẽ suy ra được không tồn tại các ma trận AB khỏa đẳng thức này ha. Cụ thể như sau. Chúng ta dùng phản chứng nha, cần chứng minh. Giả sử tồn tại hai ma trận AB, hai ma trận vuông cùng cấp, hai ma trận vuông cấp n, sao cho a nhân b trừ b nhân a bằng ma trận đơn vị cấp n. Kiểm tra đúng cái đề chưa? Đúng rồi. Từ đó ta suy ra không thì nó bằng vớt của AB trừ vớt của BA. Theo tính chất bên trên ha, vớt của AB và vớt của BA bằng nhau. Mình đã chứng minh rồi. Và tính chất tuyến tính của cái hàm vớt, cánh xả vớt. Vớt của AB trừ cho vớt của BA thì bằng vớt của AB trừ cho BA. Mà BA trừ AB thì nó bằng IN, bằng vớt của IN. À, vớt của IN thì tổng các phần tử trên chiếu chính của ma trận IN thì nó bằng N. N là số nguyên dương ha. Ở đây cho N nguyên dương. Mà chúng ta suy ra N bằng 0. Đây là điều vô lý ha. Rồi, vậy cái điều vô lý này dẫn đến giả thiết phản chứng sai. Giả thiết phản chứng sai suy ra điều chứng minh ha. Tức là không tồn tại hai ma trận AB là hai ma trận vuông cấp N thỏa đáng thức này. À, suy ra điều cần chứng minh, điều cần phải chứng minh. Ta giải quyết xong cái bài toán này một cách nhẹ nhàng dựa vào cái khái niệm vớt của ma trận. Các bạn có thể sử dụng định nghĩa vớt của ma trận để chứng minh cái tính chất màu được ghi màu đỏ này ha. Rồi, các bạn thử chứng minh nha. Thật ra ta chỉ khai triển định nghĩa nó thì ta có ngay kết quả thôi. Rồi, ta đã giải quyết xong cái bài này nha.